Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với mình. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục là mình đây anh em ơi. Thì làm series Villain tiếp thôi. Thì ngày hôm qua thì có vẻ rất nhiều bạn thấy mình múa floor thì cũng được. Thì rất cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình múa floor thì mấy cái pha cơ bản thì múa cũng ổn thôi anh em ơi, chứ không phải gọi là quá hay. Đấy, thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn em cái cách mà đối đầu với ba vị tướng sát thủ bên kia nha. Thì gồm có con Yang, Brai và con Yata. Thì đặc biệt về con Yata thì có rất nhiều anh em có thể là thắc mắc, con Villain có thể ăn được con Yata hay không? Thì cũng rất đơn giản thôi anh em. Nếu như mà William muốn ăn Yata thì trước tiên á, William nó phải dụ cho con Yata nó bay anti. Nhưng mà gặp những người mà biết chơi Yata thì họ sẽ nhử cái anti anh em, họ không bao giờ họ buông cái anti, cái tích thứ 5 đâu anh em, họ sẽ giữ hoài luôn. Nhưng mà trong lúc đó giữ thì anh em có thể dồn những combo như là chiêu 2, chiêu 1, ok thoải mái anh em. Nhưng mà anh em phải trừ lại cho mình một chiêu nha, đó chính là anh em phải trừ lại cho mình cái anti. Và đặc biệt khi mà anh em muốn bắt những con Yata mà không muốn bị gọi là cái thiệt hại quá lớn á, thì anh em nên bắt nó nhận ở trong cái vị trí như là ở trong đường rừng nè. Bởi vì khi mà trong đường rừng á, anh em có thể trốn vào những cái bụi đó thì nó không thể nào mà nó có sát thương mà nó vào nó được anh em. Đó thì anh em cứ tin tưởng mình. Tại vì mình là một người đánh cũng khá là nhiều nên kinh nghiệm mình gặp những vị tướng bên kia thì khắc chế cũng đơn giản thôi anh em. Còn riêng về thằng Yang thì có vẻ khá là khó khăn. Bởi vì thằng Yang nào mà biết múa anh em, nó múa rất là ghê. Còn đặc biệt về Brai thì nó lại rất đơn giản anh em. Brai thì anh em gặp á, Brai mà muốn anh em mà chơi nó mà ao đồ chơi ngông á, thì anh em gặp là anh em đánh luôn anh em. Anh em không phải lo gì hết nha, cứ gặp là anh em bem nó liền cho mình. Anh em đừng có sợ, bởi vì những cái chiếc tướng mà Brai á, mà khi mà anh em lên giày hộ vệ á, thì lúc mà anh em sốc đam nó thì nó chắc chắn sẽ chạy thôi anh em ơi, mất máu khá là nhiều. Nên lúc mà nó chết luôn á thì sao mà bực kịp bực ti được anh em. Đây pha này thì nên mình bắt con Yata anh em, biết ngay mà con Yata kiểu gì nó cũng đi được ngày nó về cả anh em. Thì những con Yata mình đánh á, thì mình gặp rất là nhiều rồi. Một là đi đường ở blue, còn hai là mình nó sẽ đi ở những cái đường mà như ở đường đỏ anh em. Thì mình đã biết được rằng là kiểu gì nó không dễ đi đường blue anh em, tại vì nó biết được rằng là nó đã thấy sai mình trước đó rồi, thì nó sẽ nghĩ trong đầu là à thằng Quillen này nó sẽ chặn ở đường blue. Nhưng mà thật ra không phải anh em, mình đã đi trước một bước đó, như anh em đã thấy đó, khi á mà mình chạy một phát, chạy một mạch lên đường blue luôn anh em, chứ không hề chạy ở cái đường dưới nha. Đó thì có rất nhiều anh em bảo mình hack map đồ, nhưng mà thật ra không phải, cái này thật ra là đọc sai anh em. Khi mà anh em chơi một con tướng nó quá giỏi rồi và anh em chơi một số trận rất là nhiều rồi đó, thì anh em sẽ có những cái kỹ năng này thôi anh em. Nó cũng gọi là kỹ năng mà anh em tích lũy thôi. Anh em tích lũy càng nhiều thì kỹ năng anh em càng cao thôi. Thấy không? Đặc biệt những con Brai, thằng Yuka này thì quá là ngáo anh em. Yuka phải nói là ham mạng cực kỳ luôn nha. Pha này về thì không về, thằng Brai nó dư sức nó giết mà. Bởi vì lúc đó nó đang hiện tại là nó đang một cục máu, hai cục máu. Nó bật anti lên nữa thì nó có nguyên khúc giáp luôn, mà nó còn hồi máu nữa. Đằng này ổng cũng lao vào nữa thì mình cũng chịu luôn á. Lạy Yuka thật kìa chứ. Pha đấy nó mà xanh có khi nó giết cả mình anh em ơi. Thôi tay mình đánh từ nào, thì lâu quá rồi mình mới cầm lại skin tài lĩnh mà đau nha anh em. Công nhận skin này mình công nhận là về cái độ huyền bí và cái độ cắt ngọt của nó anh em. Gọi là cái đau của nó mà khi nó cắt á thì mình cảm thấy nó rất là phải nói là ngầu luôn, mình nói thật. Thôi Yata ơi, chịu số phận chết đi bạn ơi. Biết ngay mà sao mà sống được. Thôi chết nốt đi. Đây pha này thì mình mượn blue của con Yang một chút xíu nha anh em. Đó anh em thấy không, đây chính là cái cách mà mình ép những cái vị trí mà như đi rừng khác á. Còn mà khi mà anh em gặp Villain ở trên ba cái rank mà như cao thủ đồ á, anh em mà qua cướp rừng ở đầu game thì phải nói thật chứ Villain đó thì phải nói nó phế anh em ơi. Tại vì Villain là cái chức tướng nó là nếu mà đầu game mà nó được farm á thì nó rất là xanh. Còn nếu như mà tầm giữa game, đầu game mà nó bị cướp rừng quá nhiều là mình nói thật nó phế cực kỳ anh em. Anh em phải nói là cần có đồng đội vào để cover, để anh em thứ nhất là anh em farm. Trời ơi, cái tường dày quá. Bò nè anh em ơi, ta thằng bò này nó tưởng nó trâu, thật ra bò không trâu đâu anh em ơi. Bò lê vào đầu thì không có gì gọi là quá khó khăn với mình gì cả anh em, thấy không? Một đơn giản anh em, nói chung đánh thì đánh từ từ anh em. Ai cứ đánh từ từ là sẽ đánh tốt thôi. Còn anh em mà muốn đánh mà đam to như mình á, đau như mình á, thì anh em cứ lên đồ y chang như mình đã nói. Thứ món đầu tiên anh em lên cho mình là cái kiếm chi hô. Món thứ hai là anh em lên cho mình là một đôi giày hộ vệ. Bởi vì sao lại lên giày hộ vệ nè? Mình đã nói rất nhiều video rồi. Bởi vì trong cái ngọc của con Len á, nó có giày tốc độ chạy rồi. Tại vì 10 viên công vật lý tốc chạy mà. Thì đã có tốc độ chạy rồi thì anh em không cần phải lên giày Hermes nữa. Anh em lên thẳng mình là giày hộ vệ luôn, để anh em kháng những cái sát thương vật lý từ vị trí đi rừng bên kia nè, đi top nè hoặc đi AD. Đó, nói chung rất là lợi anh em. Và món thứ ba thì chắc chắn không thể nào gọi là thiếu cái thánh kiếm được. Thằng Brai này về đi em ơi. Brai về. Ôi thì chiếc Brai. Ôi về nhanh đấy em ơi. Sao nào lại solo skill nè. Hay quá. Đúng rồi. Trời ơi chặt đâu thật anh em. Đây phải này mình lướt tay nè, dụ nè.
Mày thiệt chứ, một chút kỹ năng thôi đã khiến Bright phải lên bảng điểm số rồi anh em. Thì món thứ ba ở kinh của mình thì mình chắc chắn là phải lên thánh kiếm nha anh em. Còn những kinh khác họ làm như thế nào thì mình không quan tâm mấy. Bởi vì kinh mình là đặc biệt, món thứ ba là bắt buộc phải thánh kiếm. Bởi vì khi mà anh em lên thánh kiếm anh em sẽ có được những cái lợi gì anh em. Thứ nhất là cái lợi về sát thương chí mạng và tỷ lệ chí mạng. Nó cộng rất là nhiều anh em, rất là ngon. Bởi vì cái lúc mà cái bùa ngọc của anh em á, cái ngọc á thì đã cộng công phu lý khá là nhiều rồi, thì anh em không phải nhất thiết lên cho mình là cái thương xuyên phá món thứ ba đâu. Anh em cứ tin tưởng mình. Pha này nè anh em, sốc luôn. Pha này có vẻ mình chơi ngông rồi. Kiểu này có chết không đây? Chắc không chết đâu anh em ơi. Pha này hồi máu nè, đó, vào trụ còn đi chậm nữa, chết hai ông luôn. Ngon. Chết hai ông và mình ăn mạng một mạng của thằng Danh nè. Cũng ngon, nói chung sao? Ăn mạng của thằng Danh cộng thêm một mạng hỗ trợ đến từ vị trí của Violet nữa thì quá xanh em ơi, 7-0 dành cho Golem ở phút thứ 5. Còn về món thứ tư của Golem thì chắc chắn rồi, không thể nào thiếu cái thương xuyên phá được anh em. Bởi vì cái thương xuyên phá là cái món gọi là đặc trưng rồi. À, còn anh em nào gặp những vị tướng mà như tăng cơ hoặc là như con Toro như trận đấu này nè, hoặc là gặp con Danh mà khi bên kia nó quá xanh hoặc nó quá trâu, nếu như mà anh em không xanh hơn tụi nó thì anh em nên lên cho mình là cái kiếm Muramasa nha. Còn khi anh em đã xanh out đồ rồi thì không cần lên nữa anh em, lên thẳng cho mình là cái kiếm thương xuyên phá luôn. À, rất là ngon. Còn món thứ năm thì anh em phải lên cho mình là gì anh em? Anh em nhìn nè, như pha này nè, anh em thấy không? Thiệt chứ, Bright mình nói thật, Bright là một vị tướng anh em phải nói rất là dễ khắc chế luôn. Anh em chỉ cần lao vào, anh em gặp nó lao vào là anh em đánh liền cho mình, không phải sợ. Bởi vì anh em đã lên cái giày hộ vệ rồi thì nó rất là ngon và rất là có lợi anh em. Món thứ năm chắc chắn là không thể thiếu cái phức hợp kiếm được anh em. Có nhiều anh em bảo mình là món thứ năm là nên lên cho em là cái Nanfenir và món cuối cùng là lên giáp hồng mình, thì mình nghĩ chắc cũng được. Nhưng mà mình test sức mạnh rồi anh em, nó cũng không có mạnh bằng cái phức hợp kiếm đó anh em. Anh em lên phức hợp kiếm trước thì nó ngon hơn anh em. Mình nói thật, tại vì phức hợp kiếm nó đối, nó cộng thêm cái công vật lý và cái đòn đánh lúc mà anh em đánh á, nó cộng đam rất là nhiều anh em. Đây anh em nhìn nè, trời ơi thiệt chuối. Ôi trời ơi, pha này mình cứ lướt chương 2 bị hụt ta. Một pha chiếc bậc kia anh em ơi, pha này cứ nên băng ta. Pha này chắc bỏ anh em ơi, bởi vì mình có thấy có bờ rai không hết nữa. Đó, và con Zeta nó thủ thế sẵn luôn anh em. Pha này mình băng vào thì chắc chắn mình sẽ chết nha. Pha này nên bắt con Zeta trước. Ê, pha này bắt Zeta trước anh em. Bờ rai anh em nhìn nè. Trời ơi, mình sốc kìa anh em ơi. Đó, bây giờ đợi bờ rai hết đi nha. Đây anh em vào, chết anh em ơi, quá đơn giản. Mình nói thật, anh em chỉ cần đánh như thế thôi thì anh em leo rank một cách phải nói là cực kỳ gì luôn. Còn lên những mức rank mà như cao thủ á thì có vẻ khá là khó khăn hơn một chút xíu anh em. Bởi vì mùa này mình cảm nhận được là anh em đánh nó đã rất là hay rồi. Tại vì mình cũng đang gọi là đang nhận cái kèo kè thuê. Đó, nói chung cày cũng được có 7 sao thôi. Nhưng mà mình cảm thấy nó căng anh em. Lúc nhất là cái mức rank là tinh anh 1 năm sao á, mình lên cao thủ không được. Hôm bữa thì mình đã đánh Guilin là mức rank tầm 16 sao rồi mà đánh vẫn được anh em. Nên mình mới dám nhận, nhưng mà có vẻ khá tốn thời gian. Đặc biệt dạo gần đây thì mình chơi game mà kiểu như kẹt thuê thì cái đầu mình nó khá là căng thẳng, khá là nhức đầu, nó không dễ dàng như hồi xưa nữa nè. Mình nói thật chứ, những cái mùa trước á thì mình cày phải nói là rất đơn giản anh em. Thứ nhất là cực kỳ đơn giản và dễ, nhưng mà mình không hiểu sao dạo gần đây á, cái mùa này thì nó cày khá là khó khăn. Thứ nhất là khó về cái mặt gọi là tem, anh em nó bị gọi là ao trình quá. Anh em nào muốn biết rõ hơn thì anh em nên đánh trải nghiệm ở trên rank cầu thủ á thì anh em sẽ hiểu được. Hoặc là anh em đánh ở mức rank tầm tinh anh 2 trở lên, anh em sẽ thấy được cái sự ao trình của cái team nó khác biệt hoàn toàn luôn anh em. Tuy là tinh anh 2 nhưng mà team anh em đánh nó rất là kiểu như là nó không có gọi là hay như hồi xưa anh em. Nó cứ tù cái gì á, mà bên kia đánh lại cực kỳ hay luôn anh em. Nhưng mà tầm mức rank tinh anh 4 như thế này á, mình đang làm clip này anh em. Đó, như những mức rank này thì anh em đánh một cách phải nói là cực kỳ thoải mái luôn. Đây, trời ơi, mình sốc đam cỡ đó mà thì sao mà chịu nổi thôi, chết ông ơi. Thiệt chứ anh em nhìn thấy không, mình sốc cỡ đó mà sao mà chịu được, anh em thấy không? Đó chính là lý do tại sao mình nói à, trời ơi, lại thêm một bạn nữa chứ khổ thật. Con Danh dưới đây nè anh em ơi, biết ngay mà thật. Ôi đi về được à, ôi pha đấy mình dùng chiêu một mà không tính đam anh em, khá là xui. Thôi không sao, cho Danh về cũng được. Pha đấy mình mà ở lại thì có vẻ Danh chắc cũng lên bảng điểm số rồi anh em, bởi vì hiện tại mình đang rất là xanh. Mới cái phút thứ 9 thôi mình đã lên được cái món là phức hợp kiếm rồi. Và mình đang lên nửa món của cái Nanfenir là món cuối cùng. Anh em thấy không? Trời ơi thật chứ, kiểu này phút thứ 12 là mình sẽ full đồ nha. Mà full đồ thì anh em nghĩ đi, nếu mà về con Willen mà full đồ thì chỉ có dồn duy nhất một combo thôi nè. Chưa tới một combo nữa thì bên kia sẽ là bàn điểm số. Đặc biệt với những vị tướng như là AD hoặc là Mid thì cực kỳ dễ là bàn điểm số luôn. Đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách vào giao tranh nha. Đặc biệt như cái pha này nè, anh em có thể là anh em sẽ bay xuống không, nhưng mà không anh em đấy á, đã phát hiện mục tiêu dễ bắt nhất là con AD anh em. Đấy, anh em lượm AD trước cho mình nha. Pha này anh em nên chạy xuống đây nè, từ từ anh em núp nè anh em. Ôi thiệt chứ, pha này chắc khỏi núp anh em ơi.
Ui trời ơi, nó bụi. Con bò nó bụi anh em ơi, thêm thằng Gian nữa chứ. Đây phải này, dòng nó bắt con cho ta anh em ơi. Bắt cho ta nè. Ui không chết luôn kìa. À hay ha, hay quá cho ta ơi. Pha này mình chịu anh em ơi. Pha này cho ta bay khá tốt. Thôi nói chung thì cũng ăn may đấy. Pha này xui một cái là mình không đánh thường được cho ta anh em, cay thật cái chứ. Pha này không sao, pha này thì thằng gấu nó vẫn lấy được cái trụ thì team mình nó vẫn lời anh em. Thứ nhất là chết mình là chết một mạng của mình và chết mạng Slim và con rắc. Chết 3 mạng mà bên kia chết 2 mạng rồi thì vẫn lấy được cái trụ thì team mình lời anh em. Bởi vì một cái trụ nó có khi là nó còn giá trị hơn một cái mạng nữa anh em. Đấy. Còn về đi mấy ông ơi, còn đánh gì nữa. Ôi thằng Yata nó không biết bay anh em ơi. Yata đứng tích kìa. Trời ơi hay quá Yata ơi. Yata tích chỗ này thì team ôi ơi bị kéo anh em ơi, rồi hút luôn rồi, xong luôn. Không có ai đánh hết anh em. Khá là xui chứ. Đánh kìa. Không ăn được Yata à. Ui ông Slim có vẻ khá là nhát, bởi vì thấy Yata nó đang tích nội tại mà anh em. Anh em nào mà nhát nhát chút không dám vào đâu. Ôi ơi 16-1 ở phút thứ 11 anh em ơi, nó xanh gì mà nó xanh. Mình chưa, có thể là phút thứ 12 mình sẽ lên được cái món Nanfini nha. Hiện tại thì mình chưa lên được. Thì mình nghĩ là phút thứ 12 khoảng 12, phút thứ 12-30 anh em là mình sẽ lên được nha. Đây ăn Sisa mấy ông ơi. Ăn Sisa một phát lại win nhanh cho nhanh này á. Đó thì phiên bản này thì anh em cứ ăn rồng bình thường như mình. Cái những cái phút đầu á, như là phút thứ 4, phút thứ 8 anh em ăn con rồng cho mình nha. Từ phút thứ 8, ơ phải, từ phút thứ 4 những cái phút đầu anh em, anh em ăn rồng cho mình. Từ phút thứ 8 đổ đi, anh em ăn Sisa cho mình nha. Đấy, bởi vì lúc đó là con Sisa nó to, nó đã ra rồi. Ôi trời, trời ơi. Rồi xong luôn, mình bị hiện mắt rồi anh em ơi. Pha này có biết có sống được hay không đây. Ôi trời. Ôi ơi, pha này lại lướt hụt chiêu nữa kìa, cay thế nhờ. Pha này mình đang lướt thì thằng Danh nó lại hất tung mình lên anh em. Rốt cuộc là vì là mình bị mất cánh tay luôn. Trời ơi, con da ta nó bay. Ông Slim, ông không thể nào ông chạy được luôn anh em ơi. Slim mà nghĩ sao mà đi đối đầu với Yata mà còn đứng trước mặt nữa thì mình cũng chịu á. Pha này ba đường anh em. Ô, tính ra tay mình chết sạch mà ăn ba đường thì có vẻ có lợi thế anh em. Vẫn có lợi thế anh em ơi. Đấy, khá là ngon nha. Thì đây chính là lợi ích mà tại sao mình đã nói là phút thứ 8, phút thứ 12 và phút thứ 15 anh em nên chọn mục tiêu là Sisa nha. Nếu như mà anh em bị mất á, anh em nên chọn qua những mục tiêu như là con rồng cũng được. Nói chung là nó bù trừ lại anh em, nhưng mà nó không ngon bằng con Sisa nha. Yuka hay quá, cái bộ hay quá ông ơi. Anh Ti mà không dính nó luôn á chứ. Thôi về đi em ơi. Thì chứ mình ăn 18 mạng anh em thấy không. Phút thứ 12 hơn một chút xíu mình đã full đồ rồi anh em. Full đồ rồi nha, khá là ngon. Ồ Yata lại chết rồi, Yata bị ảo tưởng nha. Những người mà chơi Yata họ đa số họ bị một cái bệnh anh em. Cái bệnh này khá là nặng. Mình cảm thấy họ cứ tưởng là Yata là đam to nhất. Cứ bay, cứ biết bay một chút cơ bản là lại láo lên chứ anh em. Chung Yata cũng bị ăn đập mà nó chi là những con Yata này anh em. Yata này thì mình không có sợ nha. Thà mà Yata trong đấu đỉnh cao hồi xưa mình gặp á, thì mấy cái ông mà cục vàng, cục top Việt Nam thì mình còn rén chút chút. Chứ mấy cái ông này thì mình không ngán anh em. Pha này là nên bắt AD trước nè. Đó, chết AD rồi thì team bạn chỉ có nước mà GG thôi. Ông Brai ra luôn, đúng rồi. Đúng rồi, ra luôn Brai ơi, hay quá ông ơi. Một mạng nữa, 22. Mình ăn tổng số mạng là 2/3 của team nha anh em. Em thấy không? Quá là khiếp đi chứ. Team mình ăn 33 mạng, mình ăn 20 mạng là chứng tỏ mình đã chiếm, phải nói là 85% số mạng của team rồi. Quá là ngon luôn chứ. Thôi về ra về nào mấy ông ơi. Thôi chắc win anh em ơi. Đó thì anh em nào mà muốn đánh ngon như thế, anh em cứ lên buôn ngọc, mình để dưới phần mô tả. Và anh em lên đồ như cách mình đã hướng dẫn á. Anh em đánh mà không mạnh nữa thì cứ quay lại đây mang ứng dụng với mình. Và anh em nào mà đang có nhu cầu mua ặt hoặc là cài thuê thì cứ liên hệ số điện thoại mình để trong phần video nha. Và anh em hãy ghé vào shop trongquaylen.com, có thể tham khảo những con ặt và anh em quay những vòng quay may mắn nha anh em ơi. Rất là ngon nha. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian xem video của mình. Bye bye, hẹn gặp lại.